sở chi hạnh, tức là sở chi chướng, sở chi chướng, chướng sở chi. Vì có sở chi chướng nên bị sở chi sở chướng. Người nhị thừa có sở chi chướng, họ nói: tôi tu pháp tứ đế hoặc pháp 12 nhân duyên thì tôi có thể liễu sinh thoát tử. Tất cả pháp mà chúng ta biết đều là Phật nói, pháp đại thừa chẳng phải Phật nói mà là ngụy tạo. Nơi nơi họ dùng tôi làm tiền đề, cho nên nói người tiểu thừa, tiểu tri, tiểu kiến, tiểu tâm, tiểu lượng, do đó trùng đạo tự hóa, tức là giữa đường phế bỏ mà chẳng tiến về trước. Người tiểu thừa chỉ biết tối đa về nhân quả trong 8 vạn đại kiếp, chứ chẳng biết ngoài 8 vạn đại kiếp. Đây là biết gần chẳng biết xa, có chỗ biết, có chỗ chẳng biết, biết phàm chẳng biết thánh. Do đó có câu: bậc sơ địa chẳng biết bậc nhị địa, bậc thập địa chẳng biết bậc đẳng giác, bậc đẳng giác chẳng biết bậc diệu giác. Chỉ sai một chút thì chẳng biết, giống như học sinh tiểu học chẳng hiểu sách của học sinh trung học, học sinh trung học chẳng hiểu sách học của sinh viên đại học, cùng một đạo lý ấy, chẳng cùng trình độ thì chẳng biết cảnh giới đó. Hàng nhị thừa quan sát phàm phu rất rõ ràng, tâm bạn nghĩ gì, thân làm gì, họ thấy đều rõ ràng. Song bậc Bồ Tát khởi vọng tưởng gì, họ cũng chẳng biết. Bồ Tát dự bị tu hành hạnh môn gì, hàng nhị thừa chẳng cách gì biết được, vì sức quan sát của họ chẳng đạt đến được cảnh giới của Bồ Tát.